Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 10 tháng 10, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Là đội ngũ tiên phong để nước ta hội nhập với khu vực và quốc tế, cộng đồng doanh nhân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình nói riêng và đất nước nói chung. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình hiện có hơn 100 thành viên, không chỉ đóng góp ngân sách cho tỉnh mà còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đồng thời hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19 vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là Hội Doanh nghiệp trẻ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp phát huy các thế mạnh của mình, khai thác tốt các nguồn lực sẵn có của tỉnh, qua đó ngày càng khẳng định vai trò tiên phong xung kích của doanh nghiệp trên mặt trận phát triển kinh tế, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này đã có 2 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua vùng động lực của tỉnh gồm thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Lạc Thủy đã có những bước chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp hơn với nhu cầu thị trường để tận dụng tốt vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội. Đến nay đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy được tiềm năng lợi thế của vùng như rau an toàn tại huyện Lương Sơn, cây ăn quả có múi tại huyện Lạc Thủy. Tại các vùng sản xuất đã có 30 cơ sở sản xuất với tổng diện tích hơn 410 ha được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn hữu cơ. Hiện nay vùng động lực của tỉnh có 7 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, 37 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên, chiếm 37% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh, trong đó có 9 sản phẩm đạt 4 sao và 28 sản phẩm đạt 3 sao. Trên địa bàn tỉnh hiện có 211 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 48 doanh nghiệp và 163 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh chế biến lâm sản. 9 tháng năm 2022, các cơ sở đã nhập 353.000 mét khối gỗ và 28.600 tấn bương tre luồng. Giá trị hàng hóa từ chế biến lâm sản đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu ước đạt trên 523 tỷ đồng, tiêu thụ nội địa đạt 678 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hộ kinh doanh chế biến lâm sản được Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên kiểm tra giám sát, đồng thời nhắc nhở hướng dẫn các cơ sở cách tính ghi sổ nhập xuất lâm sản hàng ngày. Nhờ quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, nhiều năm qua trên địa bàn toàn tỉnh không có điểm nóng, điểm nổi cộm buôn bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Huyện Yên Thủy hiện có 50 xóm trên địa bàn 6 xã thực hiện thành công dồn điền đổi thửa với tổng diện tích dồn đổi là gần 1.500 ha. Công tác dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thủy đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân, đặc biệt khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất, số thửa đất nông nghiệp bình quân trên hộ đã giảm khoảng 61%. Khi chưa thực hiện dồn điền đổi thửa, trung bình một hộ có từ 7 đến 9 thửa, sau khi thực hiện dồn đổi chỉ còn từ 1 đến 3 thửa và hình thành những thửa ruộng, những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện Yên Thủy phần đầu đến năm 2030 dồn điền đổi thửa trên 45 ha đất sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, Yên Thủy tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai sau dồn điền đổi thửa, tránh hiện tượng sau khi dồn điền đổi thửa, các hộ tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nhiều hộ dân ở các địa phương trong tỉnh đang tập trung tái đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm tăng cao trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, trước nguy cơ một số loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, giá thức ăn tăng cao. Chính vì vậy, người chăn nuôi cần thận trọng và cần quản lý tốt dịch bệnh khi tái đàn, tăng quy mô đàn theo hướng an toàn sinh học. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Quách Thị Lình ở xóm Rộc, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy có thâm niên chăn nuôi lợn thương phẩm hơn 30 năm nay. Những năm trước đây, gia đình bà thường duy trì quy mô chăn nuôi lợn từ 50 đến 100 con một lứa. Mỗi năm xuất bán ra thị trường trên 10 tấn thịt lợn thương phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm này,
khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi bấp bênh, lại là thời điểm giao mùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Gia đình bà Lĩnh đã giảm đàn xuống 50 con và tự chủ động nguồn con sống, sản xuất ra đến đâu, gây đàn đến đó. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm ngặt các khâu phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, nên đến nay gia đình bà vẫn duy trì đàn khá ổn định. Hai năm về đây thì cái thì dịch tả châu Phi, cái thì Covid thì lợn nó cũng giá cả nó không ổn định. Biết là khó khăn nhưng gia đình vẫn phải tái đàn để khắc phục để mà chăn nuôi cho đúng đáp ứng để có thực phẩm để ra thị trường. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân là nếu mà đã trại mình mà đã có mắc cái bệnh dịch tả châu Phi thì phun khử trùng khoảng 6 tháng sau mới tái đàn. Thì hiện nay thì cũng có 1-2-3 hộ dân là cũng tái đàn lại mà nuôi cũng đang bình thường. Người dân thì chỉ có làm chăn nuôi trồng trọt, và nếu mà cưới giá cả thị trường nó ổn định thì người dân chắc chắn là chăn nuôi cũng đem lại để lợi nhuận kinh tế cho gia đình. Trên địa bàn tỉnh hiện có tổng đàn trâu trên 114.500 con, đàn bò trên 87.500 con, đàn lợn 487.000 con và trên 8.300.000 con gia cầm. Tỷ lệ gia súc gia cầm chăn nuôi trong các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và vừa chiếm khoảng 35% tổng đàn, còn lại là chăn nuôi quy mô nhỏ, chăn nuôi nông hộ. So với cùng kỳ năm trước, sản phẩm, sản lượng từ chăn nuôi đều tăng khá. Nguyên nhân là do tăng về quy mô chăn nuôi của các hộ dân, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm ổn định. Để phục vụ nhu cầu thực phẩm trong dịp cuối năm 2022, các cơ sở hộ dân chăn nuôi thực hiện tốt việc nuôi tăng đàn, tái đàn theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học và đa dạng vật nuôi. Đối với chăn nuôi lợn ấy thì là hiện tại bây giờ thì vaccine vẫn chưa được triển khai rộng rãi, vẫn đang trong cái giai đoạn thử nghiệm. Vì thế cho nên là đối với chăn nuôi lợn thì cũng khuyến cáo cho bà con có tái đàn lợn thì cũng phải áp dụng các cái biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chỉ đạo các địa phương là tiếp tục tái đàn lợn, phát triển đa dạng hóa các cái loại vật nuôi có chủ lực của lợi thế của địa phương như là lợn bản địa, rồi là gà lạc thủy, gà lạc sơn, và đồng thời vỗ béo cái đàn trâu bò để đa dạng hóa các cái sản phẩm chăn nuôi, cung cấp đủ cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cũng như là các cái tháng cuối năm. Để thực hiện tốt việc tái đàn, đáp ứng mục tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi đã đề ra trong năm 2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, thống kê số lượng, sản lượng, đánh giá cơ cấu đàn gia súc gia cầm, đồng thời đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng đặc biệt khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kiểm tra kỹ nguồn gốc con giống thức ăn. Việc người dân thận trọng trong tái đàn gia súc gia cầm góp phần ổn định chăn nuôi vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thời tiết liên tục thay đổi đã khiến số lượng người già và trẻ em nhập viện gia tăng. Các nhóm bệnh chủ yếu là tai biến và viêm đường hô hấp. Tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi trong quý 3 năm 2022, số lượng người cao tuổi và trẻ em đến khám và điều trị hơn 6.500 lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú trên 1.200 người, tăng gần 50% so với năm 2021. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình anh Bùi Văn Tâm ở khu Lạng, thị trấn Mo, huyện Kim Bôi có con được 9 tháng tuổi. Những ngày này do thời tiết thay đổi thất thường, thấy con có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi, gia đình đã tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không thấy giảm nên đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện khám. Sau khi được bác sĩ thăm khám, cháu được chẩn đoán bị viêm phổi nhẹ, phải nhập viện theo dõi. Sau 4 ngày điều trị đến nay, tình trạng sức khỏe của cháu đã cải thiện hơn. Cho đến giờ phút này thì cũng thấy cháu tiến triển lên, cho nên mình cũng rất là cảm ơn các y bác sĩ trong khoa nhi đã có sự quan tâm chăm sóc và hết sức tận tình đối với các cháu ở trong khoa. Thì đặc biệt là cháu nhà mình, giờ phút này đã thấy khá hẳn lên rồi. Mình rất là cảm ơn. Theo ghi nhận tại khoa nhi của Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi trong một tháng trở lại đây, ngày nào cũng trong tình trạng quá tải. Phần lớn số ca nhập viện điều trị đều liên quan đến các bệnh về đường hô hấp. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 6 đến 7 trẻ nhập viện điều trị. Chỉ tiêu giường kế hoạch chỉ được 45 giường, nhưng hiện tại khoa có gần 50 bệnh nhân, có thời điểm lên tới hơn 50 bệnh nhân. Hiện tại thì bệnh nhân đến với chúng tôi rất là nhiều, rất là đông. Từ đầu tháng 3 đến giờ thì gần như là cái số lượng
bệnh nhân hôm nào cũng vào tầm khoảng 6 đến 7 cháu. Đấy, thì nguyên nhân thì cũng rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là do cái thời tiết nó thay đổi ấy, ẩm ướt các thứ thì là sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho cái vi khuẩn virus nó phát triển. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, trong quý 3 năm 2022, có hơn 15.000 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó có trên 2.500 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ, với các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Cụ thể, trong quý 3 năm 2022, số lượng người cao tuổi và trẻ em đến khám hơn 6.500 lượt, điều trị nội trú trên 1.200 bệnh nhân, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Vì vậy, để chủ động phòng chống bệnh trong thời gian này, Trung tâm Y tế huyện khuyến cáo người dân cần chú trọng đến sức khỏe, mặc ấm khi thời tiết chuyển lạnh. Hầu như các khoa nào tỷ lệ bệnh nhân nằm tăng rất cao, mà chủ yếu chính là các khoa là khoa nội, khoa nhi, là những khoa mà nó đa số bệnh nhân về người già cao tuổi và những trẻ nhỏ nhập viện, hầu như là đường về các bệnh về tiêu hóa và hô hấp rất nhiều. Chúng tôi cũng bệnh tất cả bệnh nhân nào nào thế là qua đây khuyến cáo rất nhiều, đặc biệt các cụ, đối với những người về đường hô hấp thì cũng khuyến cáo các cụ là thường là nên ở trong nhà, và tất cả cái thức ăn các cụ trẻ nhỏ thế thôi là nên ăn liền bữa đấy, mặc hai là thức ăn có chế độ bảo quản tốt. Với điều kiện khí hậu như hiện nay rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như sởi, rubella, các bệnh cúm, tiêu chảy do virus rota. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng chống bằng cách tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong trường hợp người cao tuổi và trẻ nhỏ có biểu hiện ho, sốt cao, rối loạn tiêu hóa, cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.